Hôm nay em Thắng chia sẻ một giống cây ăn trái mà bà con chúng ta ưa trồng thân vườn, làm cảnh làm kiển. Tại vì sao ạ? Vì lá nó rất ít rụng, và đặc điểm nữa là khi cho bông trái cũng không có sâu luôn. Nói chung là quanh năm suốt tháng mình không cần phải sử dụng thuốc đối với cây này. Đó chính là thanh trà. Và đối với cây thanh trà thì hiện tại nó có nhiều giống. Thứ nhất là thanh trà chua, hoặc là thanh trà ngọt của Việt Nam, hay là thanh trà ngọt của Thái. Thì có hai hình thức nhân giống. Một là như thế này là chiết cành. Đó, cây chiết cành ha. Còn hai là cây ghép, ghép chui bầu. Còn riêng hôm nay em quay cái giống này cho bà con chúng ta xem. Đó là loại thanh trà. Nó chua chua, nó ngọt ngọt khi ăn. Khi mình thưởng thức cái trái chính của nó, khi cắn vào, bà con cảm nhận đầu tiên nó có vị chua. Sau khi cắn nhiều hơn, ăn nhiều nữa thì nó sẽ có cái hậu ngọt. Đó, nên em gọi là thanh trà chua ngọt. Nó không chua, nó cũng không ngọt. À, đặc biệt nha. Và cây là cây ghép chui. Ố lộn, cây chiết cành. Đó, cô chú hay thấy nè. Cây em nuôi mướt ha. Bầu là bầu lớn, ổn định. Thường á, bà con thấy bầu C7 hoặc C8 ghi cái này là bầu C8A nè. C8A nó sẽ lớn hơn bầu C8 một chút ha. Nó đặc biệt như vậy, nó lớn hơn chút xíu thôi. Đó, và cây nuôi khỏe ổn định. Tụi em chiết cành thì cao khoảng từ 7 tấc, 8 tấc, 6 tấc thì rất là ít nha. Đó, cây khỏe rồi. Cô chú mua số lượng ít nhiều gì em cũng sẽ ship tận nhà cho mình. Quá đẹp luôn bà con ơi. Đó, thân nó cũng vừa thôi, đỡ thiếu thuốc ăn lên. Dạ, cảm ơn cả nhà chúng ta một lần nữa ạ.